Thưa quý vị, cựu Tổng thống Hoa Kỳ và phu nhân Michelle Obama có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 12 năm 2019 trong khuôn khổ chuyến thăm một số nước châu Á. Tại Việt Nam, mục đích chính của chuyến thăm là nhằm quảng bá chương trình Global Girls, góp phần thúc đẩy phổ cập giáo dục, nhất là giáo dục cho trẻ em gái và phụ nữ tầng lớp lao động. Trong các hoạt động tại thành phố, cựu Tổng thống Obama đã có buổi chào xã giao đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh chuyến trở lại thăm Việt Nam của cựu Tổng thống Obama, khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần này của ngài cựu Tổng thống và phu nhân thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và sự phát triển của Việt Nam nói riêng. Kể từ khi bình thường hóa, quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ đã và đang tiếp tục phát triển, mở rộng và đi vào chiều sâu, được thể hiện qua các chuyến thăm lẫn nhau thường xuyên hơn giữa các lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ năm 2015 và chuyến thăm chính thức Việt Nam đầy ý nghĩa của cựu Tổng thống Obama năm 2016. Đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành đổi mới và hội nhập mạnh mẽ để duy trì vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của cá nhân ông Obama đối với sự hình thành Đại học Fulbright Việt Nam và tin rằng trong năm thứ hai của hoạt động Đại học Fulbright Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp ngày càng hiệu quả hơn. Bí thư Thành ủy đánh giá cao nỗ lực của cựu Tổng thống Obama và phu nhân trong việc thúc đẩy giáo dục, nhất là giáo dục cho trẻ em gái. Hy vọng quỹ Obama sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án hỗ trợ phát triển tại các địa phương Việt Nam. Cựu Tổng thống Obama cảm ơn chính phủ Việt Nam và chính phủ Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ phối hợp thu xếp cho chuyến công tác của ông và cựu đệ nhất phu nhân, bày tỏ sự vui mừng khi hai nước tiếp tục duy trì quan hệ tốt đẹp. Cựu Tổng thống cũng thể hiện sự phấn khởi khi biết Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thảo luận về khung hợp tác phát triển trao đổi thương mại. Ông Obama cũng đánh giá cao những chính sách và kết quả phát triển hiện nay của thành phố, tin tưởng các ưu tiên về đào tạo, đổi mới sáng tạo, giao thông và thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ đóng góp cho sự phát triển bền vững của thành phố, góp phần tích cực cho sự phát triển của Việt Nam. Ông Obama cũng khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh-Hoa Kỳ nói riêng trong khả năng của mình và sẵn sàng làm cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến đầu tư tại Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo. Cựu Tổng thống cho biết sẽ thu xếp quay lại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian phù hợp.